Bây giờ bố và Tân An đang đi vào một khu rừng rất là rậm rạp, rất là bí ẩn. Chắc chắn ở trong này có trứng khủng long. Tân An tìm đi xem có quả trứng khủng long nào ở đây không. Còn một quả trứng kia. Ở đâu ạ? Ô, đằng này có một quả trứng màu hồng này. Tân An lại nhặt trứng xuống đi. Chào các bạn. Chào Tân An nha. Thế hôm nay Tân An đi đâu mà có cả ống nhòm và đèn pin đấy ạ? Tân An đi săn trứng khủng long ạ. Tân An đi săn trứng khủng long ạ? Dạ. Thế bây giờ Tân An dẫn các bạn đi săn với nha. Dạ. Nào, chúng ta đi thôi. Dạ. Nào, chúng ta sẽ đi săn trứng khủng long với Tân An nha. Đi. Rồi, chúng ta ra. Tân An tìm đi xem có con khủng long nào ở quanh đây không. Ở đằng kia có hai con khủng long nhé to. Quá, đằng kia có hai con khủng long rất là to à? Dạ. Để bố lại kiểm tra xem có phải là khủng long không nhá. Dạ. Wow, đúng rồi Tân An ơi, đằng này có hai con khủng long rất là to. Thế bây giờ bố con mình sẽ đi săn trứng khủng long nhá. Dạ. Đi, chúng ta đi thôi. Nào, Tân An đi tìm trứng khủng long nào. Ở đâu? Wow, Tân An đã phát hiện một quả đầu tiên. Tân An nhặt đi. Tân An nhặt trứng khủng long nào. Wow. Trứng khủng long được đẻ vào buổi tối. Nhưng mà Tân An đã phát hiện ra đúng không? Ồ, ở đây có một quả trứng. Ồ, ở đây có một quả màu gì đây nhỉ? Màu xanh lá cây. Thôi, Tân An nhặt đi, cho vào túi nào. Thế là chúng ta đã được hai quả trứng khủng long nhá. Ở đây có rất là nhiều trứng khủng long các bạn ạ. Tiếp tục nào. Ở đâu ạ? Tân An chỉ cho bố xem nào. Ồ, đây là có một quả màu hồng này. Tân An nhặt bỏ vào túi này. Tân An thích quả màu hồng lắm đúng không? Rồi, Tân An cho vào đi. Cho vào túi đi. Wow. Buổi tối mát mẻ nên khủng long đẻ rất là nhiều trứng đúng Tân An. Ở đây kia có một quả trứng khủng long. Ở đâu? Wow, Tân An lại phát hiện ra một quả nữa này. Để bố nhặt đi nhá. Dưới này là Tân An không nhặt được đâu. Đấy, bày vào đây nha. Và wow, Tân An đã săn được 4 trứng khủng long nha. Dạ. Thế bây giờ chúng ta tiếp tục đi săn tiếp nha. Dạ. Nào, chúng ta tiếp tục đi theo Tân An để săn trứng khủng long. Ở đâu ạ? Quá, lại tìm một quả trứng khủng long này. Tân An nhặt ra bỏ vào túi đi. Đấy. Được mấy quả này Tân An nhỉ? 5 quả đúng không? Rồi Tân An cho vào túi đi. 4 quả. 5 quả. Rồi, tiếp tục đi thôi. Ôi, ta kia còn một quả trứng. Ồ, Tân An lại phát hiện ra một quả nữa à? Tân An nhặt lại cho các bạn xem nào. Ở đâu? Đây ạ. Ồ, ở đây có một quả màu gì con? Màu hồng. Tân An hôm nay rất là hên, nhặt được rất nhiều trứng khủng long. Tân An nhặt bỏ vào đây đi. Quả. Rồi, Tân An bỏ vào đây. Ta kia có một quả trứng. Ồ, Tân An nhặt đi. Tân An lại phát hiện một quả trứng ở đây các bạn này. Tân An săn được rất là nhiều trứng, để bố lấy cho. Đây. Wow. Bây giờ bố và Tân An đang đi vào một khu rừng rất là rậm rạp, rất là bí ẩn. Chắc chắn ở trong này có trứng khủng long. Tân An tìm đi xem có quả trứng khủng long nào ở đây không. Còn một quả trứng kia. Ở đâu ạ? Ồ, đằng này có một quả trứng màu hồng này. Tân An lại nhặt trứng xuống đi. Wow, Tân An không lấy được đúng không? Để bố lấy đi nhá. Wow, một quả trứng khủng long ra từ trên cây rồi các bạn này. Đấy. Thấy nhá, bố bỏ vào túi nhá. Thôi chúng ta chỉ săn một quả ở đây thôi Tân An nhá. Wow, đây để bố giúp nào. Đây. Tân An săn được rất là nhiều trứng khủng long nhá. Nặng quá. Tân An bỏ ra đến xem là chúng ta được bao nhiêu quả trứng nha. Một này, hai này, ba này, ba đúng không? Bốn này. Này bố cất cái ống nhòm mà. Ra đây, đèn pin ra đây. Đây là đồ nghề của Tân An. Sáu. 7, này bố giúp nào.
8. 8 quả trứng khủng long luôn. Rồi, thế bây giờ Tân An bóc quả nào trước đây? Đây ạ. Rồi, Tân An bóc đi. Ồ, hình như đây là quả trứng khủng long mới đúng không? Dạ. Loại mới nhỉ? Dạ. Cô xem nào, ở ngoài này có rất là nhiều bạn nhân vật hoạt hình. À, Tân An vẫn bóc trứng khủng long siêu như này nào nhỉ? Yeah, cái gì đây ta? Kẹo mút. Một quả kẹo mút này. Đây, và một con khủng long nhá. Không biết tên à? Vâng, cô không biết tên đâu. À, lại một con khủng long. Con khủng long này là con khủng long bảo chúa này. Nó đứng như có con kangaroo đúng không? Rồi, một con túi, chuột túi. Con chuột túi đúng không? Quả màu cam. Quả màu cam. Đây, ta đã bóc được một con màu vàng, một con màu xanh ngọc. Và bây giờ là bóc quả màu cam. Qua wow, một quả con. Một con khủng long. Khủng long đẻ trứng. Khủng long đẻ trứng à? Con này ở trong trứng mới ra, nó chưa đẻ trứng đâu. Hôm nay chúng mình đi săn trứng khủng long vào buổi tối đúng không? Trời mát nên là khủng long đẻ trứng rất là nhiều. Bỏ lại cả mút ra, chúng ta được cả 4 gói cả mút nhé. Rồi, con khủng long gì đây? Đây là con khủng long gai. Bởi vì ở trên lưng nó có gai đấy các bạn này. Giống con này thiệt. Giống không giống đâu. Này. Đang bóc quả màu. Wow, con khủng long gì đấy? À, con khủng long bảo chúa. Con này trông có vẻ đẹp nhỉ? Giống con này à? Giống con này này, con này giống con này. Hai con này giống nhau đấy. Một con khủng long. Khủng long gì mà giống con kangaroo vậy ta, vậy trời. Con chuột túi. Giống con chuột túi vậy trời. Con đây con chuột túi. Đúng rồi. Và bóc hết 8 quả luôn nhờ. 8. Thế là mình giúp trứng khủng long nở ra con khủng long rồi gì nữa nhờ. Mấy bạn khủng long này rất là cảm ơn Tân An này. Bởi vì nhờ Tân An mà các bạn ấy được nhìn ánh sáng, được ra khỏi trứng đúng không? Được đi chơi nữa chứ. Được về với rừng rú. Con khủng long bảo chúa. Wow, đây là con khủng long bảo chúa này. Và con này ngã này. Chị. Ui, Tân An có một dàn khủng long 2, 4, 6, 7 con. Tiếp tục đi con. Con chả có dàn nào. À, một con khủng long. Giống con này nhỉ? Có sừng. Đúng rồi, hai con này giống nhau này. Đúng không? Hai bạn con bò tó. Ồ, đúng nhỉ? À không, giống con tê giác tên là. Tên An có biết con tê giác không? Rồi, bây giờ con tê giác màu gì ạ? Con tê giác hôm nào bố chỉ cho Tên An thấy. Đây, chúng ta có một dàn khủng long 2, 4, 6, 8 con và 8 túi kẹo mút nhờ. Đấy, rất là nhiều nhá. Bây giờ ta đang đổ kẹo mút ra nào. À, rất là nhiều kẹo mút luôn. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đổ đi con. À, hôm nào về quê, về Bà Nội thì mình mang về cho các bạn ở quê nhé. Chúng ta không ăn hết chỗ kẹo này đâu. Về quê cho mỗi bạn mấy cái. Phải chả này đúng không? Rất nhiều kẹo mút nha. Và chúng ta bóc chơi không ăn đâu. Ăn
đang ở một nhà tôi đang hôm nào chia cho các bạn mỗi bạn là 1-2 cái thôi nhỉ. Đây tôi đang bọc cực rất nhiều kiểu mút và đây có 4 con khủng long này. Đây có 4 bạn nữa là 8 bạn này. Bạn này để ngã ra thôi. Ngã. Thế tôi đang bọc xong trứng khủng long rồi đúng không? Dạ. Thì bây giờ tôi đang chào tạm biệt các bạn đi. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhá. Dạ. Các bạn hãy đăng ký kênh của Anh nhé. Hẹn gặp lại các bạn.